xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và tâm thân an lạc. Mới nhất là chị Hoa bán đậu hũ đã lên tiếng chửi sư cô Xuân Liên. Chị nói là vì bà Xuân Liên nên tất cả ra nông nỗi này, bà ấy dắt ông áo vàng tới quậy tan nát nồi nước lèo đậu hũ. Tức là bà Xuân Liên á, bà dắt tới, bà lấy con sâu ở làm rầu nồi canh, đem ông áo vàng tới và cố kéo ca sĩ Kim Ngân ra khỏi nhà chị Liên, ra khỏi nơi bình yên chim hót. Bắt đầu ông gia cảm ông ngô khỉ tham lam, cái kênh YouTube kia tham lam nhào vô kiếm ăn. Bây giờ Kim Ngân không biết đi đâu về đâu, tại vì cái ông áo vàng đã chạy mất dép, xào xào nổ nổ banh nhà lòng. Tưởng đâu là đưa Kim Ngân về thì sẽ được cộng đồng mạng tiếp tục hỗ trợ, rồi lấy cái cần câu ra giả bộ nói mua nhà, thả con tép bắt con tôm. Tưởng gì đâu, cộng đồng mạng quay lưng hết, chả ai giúp. Đi hát thì lựa cái chỗ hát mà có cái thùng tiền tự thể, cái thùng tiền nguyên góp để trước, dắt chị Kim Ngân vô hát. Kinh dị không? Rồi nói là nếu tôi mua nhà thì hy vọng cộng đồng mạng đóng góp. Bây giờ không ai đóng góp hết, ông chạy mất tiêu rồi. Đó, chị Hoa đang đậu hũ bây giờ lên tiếng chửi mấy người này nè, và chửi bà Xuân Liên, nói tại bà đó, bà dắt ông áo vàng tới. Thôi bây giờ Lucy góp ý bà Xuân Liên mua đi, bán Tịnh Xá mua nhà cho chị Kim Ngân đi. Chị Kim Ngân không thích ở Tịnh Xá, thích ở nhà, thì giờ mà cô Xuân Liên mua đi. Bây giờ đã làm lỡ dở cuộc đời chị Kim Ngân lần nữa rồi. Ông già không có cho ở lâu đâu, tại vì vợ ổng rồi con cái ổng học hành nữa, ổng sợ ở lâu á quậy gia đình ổng, cho nên ổng cho ở đâu. Nếu ổng cho thì ổng cho, ổng đã cho ở lâu, ở từ lâu rồi, từ xưa rồi. Ok, thank you quý vị, chúc quý vị ngày chủ nhật được an lành và nhiều sức khỏe.